Kính thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây mình làm đề tài là cứu rỗi của Linh Mục và James Kavanaugh, người dịch là giáo sư Trần Trung Ngọc. Thì cái huyền thoại này nó như thế nào thì chúng ta hãy tìm hiểu nó như nó ra sao, và biết là mình sẽ thay đổi một cái tựa đề mình chưa nghĩ ra, thì để sau là mình sẽ nghĩ ra một tựa đề, nhưng mà khi đăng lên là chắc đã có tựa đề rồi. Thì giáo sư Trần Trung Ngọc đã nói về lược sử về James Kavanaugh như thế nào, mời quý vị các bạn chú ý nghe. Là một nhân vật đặc biệt trong giáo hội Cato Roma, đặc biệt vì ông thuộc một số ít ỏi tín hiếm hoi trong giáo hội Cato còn biết tôn trọng sự thật, coi nặng vấn đề lương tâm và lương thiện tri thức. Không như tuyệt đại đa số các chức sắc trong giáo hội, những người đã biết rõ sự thật về cấu trúc toàn trị của giáo hội cũng như những huyền thoại mê tín vẫn được tiếp tục duy trì trong giáo hội, nhưng không dám nói ra, viện cớ là để tránh gây xúc động trong khối tín đồ, thực ra là chỉ để bám víu vào quyền lực vật chất và tinh thần trên khối tín đồ thấp kém. Linh Mục Kavanaugh chủ trương giải phóng tín đồ ra khỏi những quyền thoại của Kitô giáo bằng cách vạch trần những sự thật về cấu trúc và những huyền thoại trong Kitô giáo để cho họ có thể thoát ra khỏi vòng nô lệ của giáo hội, trở thành một con người đích thực, là một con người tự do có nhân phẩm. Cuốn sách nổi tiếng và bán chạy nhất của Linh Mục bà James Kavanaugh là cuốn Một Linh Mục Hiện Đại Nhìn Vào Cái Giáo Hội Đã Lỗi Thời Của Mình. Trong đó ông thẳng thắn phê bình những giáo luật của giáo hội, phân tích con người Cato qua các vấn đề như nhân vị, cưới hỏi và ly dị, ngừa thai, vân vân. Ông viết rất thành thực và thẳng thắn đến độ một phê bình gia đã kết luận nếu ông ta viết cuốn sách này cách đây vài trăm năm thì ông đã bị đưa lên giàn hỏa thiêu sống. 90% hồi ứng của các đội giả, của các độc giả ở trong Cato giáo và Tin Lành tán thán công trình của ông. Kết quả là ông được mời đi thuyết trình ở nhiều đại học, được mời lên đài truyền hình và đài phát thanh để phổ biến những tư tưởng của ông cho đại chúng. Một cuốn sách nổi tiếng khác của Linh Mục và James Kavanaugh là cuốn Sự Sinh Ra Của Thiên Chúa, Huyền Thoại Cứu Rỗi, là một chương trong cuốn đó, chương 5, từ trang 88 đến trang 102. Vì chương này hơi dài nên tôi đã lược bớt một số đoạn nói về những lý tưởng trong Kitô giáo tương đồng với những ý tưởng trong các nền văn hóa khác như Ai Cập, Ấn Độ, Ba Tư, vân vân. Qua bản dịch này, tôi hy vọng quý vị độc giả có thể thấy rõ những tư tưởng sắc bén nhưng không hiểu, không thiếu vẻ ý nhị và châm biếm trong tư tưởng của Linh Mục James Kavanaugh về cốt tủy đức tin của người Kitô, sự cứu rỗi của Giêsu. Người Kitô gọi thần của họ là God. Trong Kitô giáo có God the Father, nghĩa là thần Yahweh của dân Do Thái, và God the Son, nghĩa là Giêsu. Vì vậy trong bài dịch này tôi dịch God the Father, Father là cha, Chúa Cha, hoặc là God trống không là Chúa Cha, và God the Son hay là Giêsu là Chúa Con. Cho đó được chính xác, những danh từ như Thượng Đế hay Thiên Chúa đều không thích hợp. Huyền thoại cứu rỗi, một trong những huyền thoại trong cuốn kinh của Kitô giáo khiến chúng ta đặc biệt quan tâm là huyền thoại cứu rỗi. Đây chính là cốt tủy của đức tin vào cuốn kinh này. Và huyền thoại này coi mọi người là đầy tội lỗi, bị thống trị bởi tội lỗi trước Chúa Cha. Con người sinh ra trong tội lỗi, làm mồi cho hàng ngàn cám dỗ dơ giấy đẩy con người xa lìa Chúa Cha của họ. Con người phải đối diện với và không tránh khỏi được sự chết. Chỉ có Chúa Cha của họ mới cứu được họ. Huyền thoại cứu rỗi bắt nguồn từ sự kiện là con người ý thức được có sự xấu ác ở trên đời, không thấy lý do nào cho sự đau ốm và chết
sự chết chóc giữa con người với con người, trộm cướp, hận thù, vân vân. Các triết gia trong mọi nền văn hóa đã tìm cách giải thích chúng. Một mà vài nền văn hóa, thí dụ như Ba Tư, mô tả hai nguyên lý về sáng tạo, một nguyên lý là thần của các ánh sáng hay của các điều thiện, và nguyên lý sáng tạo kia là thần của sự tối tăm hay của những điều ác. Đây chính là huyền thoại Zoroaster, tên Hy Lạp của nhà tiên tri Ba Tư Zarathustra, sống ở Ba Tư vào khoảng năm 1500 trước Tây lịch, hay trước thời đại Trung hay Công Nguyên. Con người có trong bản thân những hạt giống của cả hai thần. Sự hiện hữu của con người là một cuộc chiến thường xuyên xảy ở giữa hai lực thiện và ác đối nhau. Dân Babylon cổ xưa tin rằng con rắn đã lấy đi cây bất tử từ vị anh hùng Gilgamesh của họ, do đó để lại cho con người sự ác và vô minh. Dân Do Thái dùng mà chung huyền thoại về con rắn với đôi chút thay đổi trong chuyện sáng thế và mô tả Adam bị cám dỗ bởi con rắn xảo quyệt. Chúng ta nên nhớ nguồn gốc của Kitô giáo là Do Thái giáo. Nhưng trong sự hiểu biết về các sự ác của con người Do Thái Kitô, con người không chỉ bị cám dỗ mà còn sa ngã. Sự ác, sự ngự trị trong tâm con người. Ngay cả những vấn đề vệ sinh, đau ốm cũng được coi như là những bằng chứng của sự dơ giấy của con người. Người phụ nữ sau khi sinh nở bị coi là dơ giấy và bắt buộc phải đến đền thờ để làm cho sạch. Mọi vấn đề vật chất xảy ra cho con người như bị bỏng, bệnh ngoài da, mẩn da, rụng tóc vân vân đều phải đưa đến cho các linh mục xem xét. Một vài con vật được coi như là không sạch, thí dụ như con heo, ăn thịt heo làm cho con người dơ giấy. Và trong truyền thống Kitô giáo, tông đồ Phao-lô nói: mỗi khi tôi muốn làm một việc tốt thì một điều xấu ác nào đó lại tới khiến cho con người của tôi tuân theo một luật khác chống với luật ở trong lý trí của tôi. Trong thế kỷ thứ tư, Augustine viết trong cuốn Confession về sự bất lực của ông ta trước sự xấu ác. Luther trong thế kỷ 16 mô tả con người của ông ta là một khối xác thịt đọa đầy. Và Calvin cho rằng sự ác nằm ngay trong những sự lạc thú của con người. Đó là con người trong truyền thống Do Thái Kitô, yếu bớt và tội lỗi. Hắn ta không thể tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Hắn cần sự cứu vớt qua sự giúp đỡ của Chúa Cha. Từ thời sơ khai, sự cứu rỗi của con người đến từ những cuộc hy sinh hay tế thần. Tế thần là giết chết một nạn nhân để ghi nhận sự ngự trị của thần, đấng làm chủ của mọi sự sống. Theo định nghĩa này thì thần làm chủ mọi sự sống, tương đương với Chúa Cha của Kitô giáo. Trần Trung Ngọc: lễ tiết tế thần khác nhau tùy nơi. Có cuộc tế thần bằng cách thiêu sống một con vật hoặc một cuộc dâng lễ hòa bình, trong đó có một phần con vật được trả lại cho người tế thần. Điều này có nghĩa là vật tế thần đã được sự chấp nhận của thần. Có cuộc tế chuộc tội, trong đó có con người đặt tay lên con vật để chuyển tội lỗi của mình vào con vật. Điểm chính trong cuộc tế thần là phải làm đổ máu con vật, và con người được cứu qua những cuộc tế thần ấy. Đầy máu me đó được cứu có nhiều nghĩa. Nó có nghĩa là con người nay được làm bạn của thần, được thần chấp nhận và đáng sống. Thường thường thì sự cứu đó chỉ là tạm thời. Đối với người Do Thái, điều này có nghĩa là họ được tự do, là thành viên của một cộng đồng tôn giáo, và được tự do cầu nguyện với số còn lại trong cộng đồng của những người tốt. Họ sẽ được sống lâu trên trái đất và sau đó bình an sau khi chết. Đối với người Kitô giáo, cứu rỗi có nghĩa là được sống trong ân sủng của Chúa Cha, là họ có thể làm những việc giống Chúa Cha giữa loài người, mà họ sẽ tránh được những hành hạ dằn vặt vĩnh viễn dưới một hỏa ngục và được hưởng là hạnh phúc trên thiên đường.
hy sinh tế thần, chìa khóa của sự cứu rỗi, giải thích quan điểm của Kitô giáo về sự kiện Giê-xu bị đóng đinh trên thập giá như một cái chết hy sinh tế thần. Điều này cũng là tự nhiên vì Kitô giáo bắt nguồn từ Do Thái giáo. Người Kitô giáo thấy có sự tương đồng đặc biệt giữa cái chết của Giê-xu và cái chết của con chiên mà người Do Thái giết khi họ thoát ra khỏi vòng nô lệ của Ai Cập trong cuộc vượt qua. Đêm trước ngày chạy trốn khỏi Ai Cập, dân Do Thái được lệnh chọn một con chiên. Con chiên này phải là một con còn non dưới một năm, tinh khiết, và máu con vật phải được rảy trên ngưỡng của mỗi nhà để cho thiên thần, theo lệnh của chú cha, lòng lành. Đã giết những đứa con đầu lòng trong mỗi gia đình Ai Cập, sẽ để yên cho những đứa con đầu lòng vô nhiễm trong các gia đình Do Thái. Theo tân ước thì sự sinh ra đời của Giê-xu mà Herod đã ra lệnh giết mọi đứa con đầu lòng dưới 2 tuổi trong các gia đình ở Jerusalem. Chính máu của con chiên đã cứu người Do Thái, và đứa con đầu lòng trong mỗi gia đình là thuộc về chú cha. Đấng đã cứu hắn, Giê-xu đã trở thành con chiên mới của sự vượt qua từ chết tới sống trong biểu tượng của Kitô giáo. Ông ta trở thành cứu tinh của dân Do Thái, giống như những con chiên tế thần là cứu tinh của mỗi gia đình Do Thái. Trần Trung Ngọc: ông ta là một con chiên toàn bích mà máu của ông ta sẽ cầm giữ sự giận dữ của chú cha. Ông ta cũng phải tinh khiết giống như con chiên còn non, và không sinh ra trong tội lỗi mà từ một nữ trinh. Giê-xu cũng phải là đứa con đầu lòng, đứa con đặc biệt thuộc về chú cha. Bằng cái chết đổ máu trên thập giá, người Kitô tuyên bố rằng ông ta đã mở con đường sống vĩnh cửu cho con người. Con người không còn là tù nhân của bản năng và những ham muốn thấp hèn của mình. Ông không còn là nô lệ của sự yếu ớt và ham muốn xác thịt tội lỗi. Vì vậy, Gioan de Baptiste đã gọi Giê-xu là con chiên của chú cha, đã lấy đi tội lỗi của thế giới. Nhưng đó chỉ là sự mê tín hoang đường của người Do Thái trong thời bản khai. Vì hiện nay tội lỗi còn tràn ngập trên thế giới. Trần Trung Ngọc: tuy nhiên, sự hy sinh của Giê-xu là sự hy sinh hoàn toàn, sự hy sinh cuối cùng, chấm dứt mọi sự hy sinh bất toàn khác. Trong thư viết cho dân IBC, Phao-lô viết: lành thay chú cha của Chúa chúng ta là Giê-xu Ki-tô trong người. Bằng máu của người, chúng ta có được sự tự do, sự tha thứ những tội lỗi của chúng ta. Huyền thoại Kitô về sự cứu rỗi còn khẳng định là con người không thể được cứu rỗi nếu không có cái chết của đấng Kitô. Con người không chỉ sinh ra một bà cách bất toàn và trong tội lỗi, mà đã phạm vô số tội trong đời và thường xuyên cần phải lấy lại tình thương của Chúa Cha. Tự mình con người thật là vô vọng, vì có một bức tường ngăn cách vĩ đại đứng chắn giữa hắn ta và Chúa Cha. Qua nhiều thế kỷ với những cuộc hy sinh không toàn bích, hắn không thể vượt qua được bức tường đó. Rồi Giê-xu tới và sự sinh ra hoàn toàn đã tới, và con người được cứu bởi cái máu cứu chuộc đã đổ ra đối với một tín đồ Kitô được nuôi nắng trong thế giới hy sinh của Do Thái. Luận cứ này cho một ý nghĩa nào đó, ngay cả đối với người La Mã đã đọc những truyền thuyết về nhân vật Dicus xông vào giữa đám quân thù như là một hành động hy sinh anh dũng. Luận cứ này có một ý nghĩa nào đó đối với bất cứ người nào trong thế giới cổ xưa và đứng trước chú cha như là một nạn nhân không có khả năng và tự lực, tin rằng mình là một con người tội lỗi vô vọng và coi chú cha như là một đấng không thể tới gần được và là một phán quan nóng giận. Cái chết hy sinh của Giê-xu là một huyền thoại có đôi chút giá trị, nhưng đối với con người hiện đại, chuyện hy sinh của Giê-xu chẳng có ý nghĩa gì mấy, trừ khi hắn đã bị treo gieo rắc sự sợ hãi và bị tẩy não từ khi mới sinh ra đời. Đối với tôi, linh mục James Cavanaugh, đó là một huyền thoại cứu rỗi của thời bán khai, miêu tả một người cha giận dữ chỉ nguôi được cơn giận bằng cái kết đầy máu me của chính con mình.
Đó là một chuyện độc ác không thể tưởng tượng được của thời bán khai. Tôi chấp nhận sự kiện là Giê-xu đã chết và ngay cả đã bị đóng đinh trên thập giá, nhưng tôi không thể chấp nhận cái huyền thoại là cái chết của ông ta là để chuộc tội cho tôi. Huyền thoại cứu rỗi trong Tân Ước chỉ là một cách diễn giải, đó là một huyền thoại của thời bán khai. Bản chất của nó giống như những huyền thoại của các dân tộc bán khai ở khắp nơi, nhưng nó hoang đường và ác độc hơn hầu hết các huyền thoại khác. Tôi không muốn được cứu rỗi hay rửa sạch tội lỗi trong máu của bất cứ ai. Tôi được cứu khỏi cái gì? Tôi cũng không chấp nhận huyền thoại về một thằng cha đòi hỏi đối xử với con của mình là Giê-xu bằng một loại công lý vô tình cảm và đòi hỏi hắn phải chết để chuộc tội cho tôi. Cái huyền thoại này cũng chẳng có gì hấp dẫn hơn vì ông ta đã vinh quang làm cho con sa ông sống lại. Tôi không thể yêu một ông cha như vậy và cũng chẳng có gì cần phải biết ơn một đứa con như vậy. Tôi không yêu cầu ông ta phải chịu đau khổ vì tôi và ngay cả muốn ông ta làm như vậy. Trong quá khứ, con người đã là những nghi vấn và muốn thoát ra khỏi sự cứu rỗi của Chúa Cha. Nhưng Chúa Cha này đã có sự hậu thuẫn to lớn của lịch sử và của định chế tôn giáo vĩ đại. Ông ta đã mời gọi được các bậc trí thức để phục vụ cho ông ta, xây dựng ông ta thành một hệ thống vĩ đại. Ông ta có những giáo sĩ biến ông ta thành một huyền nhiệm ngoài mọi thắc mắc. Ông ta có những thương gia bao quanh ông ta với những tượng đài hùng vĩ và làm cho ông ta trở thành một phần của nền văn hóa. Ông ta cũng có những người hiến thân cho ông ta, mô tả ông ta cho những đứa trẻ ngây thơ và đe dọa người lớn. Ông ta đã ngự trị trên con người bằng cách gây cho họ một mặc cảm tội lỗi và sự sợ hãi. Huyền thoại cứu rỗi trở thành tinh vi hơn. Phao-lô nhấn mạnh là người Kitô chia sẻ trong sự chết và sống lại của Giê-xu trong lễ rửa. Trong thư viết cho người La Mã, ông ta viết: khi chúng ta chịu lễ rửa trong Giê-xu Kitô, chúng ta được rửa trong cái chết của ông ta. Nói cách khác, chúng ta đi vào mồ với ông ta và hiệp với ông ta trong sự chết. Và khi Giê-xu được cứu ra khỏi sự chết bởi sự vinh quang của Chúa Cha, chúng ta cũng có một đời sống mới. Tưởng chúng ta cũng đã biết trong thời đại này, không một người nào có đầu óc còn có thể tin được sự sống lại của thân xác Giê-xu. Trần Trung Ngọc. Cái chết chuộc tội của Giê-xu đã trở thành một cái thùng chứa cứu rỗi khổng lồ. Từ đó các bậc thiên liêng gọi là linh mục hay mục sư có thể lấy ra từ những giọt máu cứu rỗi để tẩy con người. Ngày xưa Môi-se, ông có thể tẩy máu của một con bò trên người Do Thái để thanh tẩy họ. Ngày nay, một linh mục có thể đổ nước trên đầu của đứa trẻ để tẩy sạch nó khỏi cái tội đã sinh ra làm người. Qua quyền năng của máu Giê-xu, lễ rửa tội một dạng tẩy sạch trước thời Kitô đã trở thành một lễ tiết kết nạp để thay thế cái lễ tiết cắt bì bán khai của dân Do Thái. Theo giao ước của Chúa Cha với Abraham, ông tổ của dân Do Thái, thì mọi đứa trẻ sinh ra được 8 ngày đều phải cắt bì, nghĩa là hất đi miếng da đầu của dương vật. Trần Trung Ngọc. Cái nước đổ lên đầu đứa trẻ và người lớn tăng tòng. Trần Trung Ngọc. Thần khí của Giê-xu Kitô, cái gọi là Thánh Linh hay Chúa Thánh Thần. Trần Trung Ngọc. Đó ngự trị trong người hắn và làm cho hắn được Chúa Cha chấp nhận. Gần đây đã có sự thỏa thuận lại giá trị của lễ rửa tội cho trẻ sơ sinh. Hanbach, một nhà thần học Tin Lành Thụy Sĩ nổi tiếng, Trần Trung Ngọc, vẫn thường tin vào lễ rửa tội cho con nít, đã tuyên bố trước thế giới của thế kỷ 20 là ông ta không tìm thấy trong Thánh Kinh điều nào nói về phải rửa tội cho con nít. Điều đáng thương là ông ta không ý thức được rằng lễ rửa tội thực sự không cần thiết chút nào, và toàn thể cái lễ tiết đó không thể không đặt trong quan điểm như là đã một lễ tiết kết nạp bán khai và cổ lỗ.
Tôi có thể hiểu được là con người tiếp tục mang con đi rửa tội vì họ tôn trọng một lễ tiết chấp nhận họ vào truyền thống Kitô giáo. Tôi không thể hiểu là tại sao mọi người còn coi trọng một bí tích lỗi thời, tin rằng nó có tác dụng rửa sạch tội lỗi của họ với máu của Giê-xu và cung cấp cho họ bước đầu tiên trong huyền thoại cứu rỗi. Dần dà trong lịch sử Kitô giáo, mọi lễ tiết tôn giáo đều liên hệ đến cái chết của Giê-xu. Ông linh mục mà có thể tha tội trong lễ xưng tội vì ông ta có thể lấy được máu của Giê-xu qua cái lễ tiết này. Bí tích hôn phối được biết là sẽ cung cấp cho vợ hoặc chồng thêm sức mạnh, đặc biệt là vì đã kết hợp trong máu Chúa dầu sức trước khi qua đời, là dầu đã được ban quyền năng biến nước và dầu thành nước thánh, dầu thánh từ máu Chúa, đặc biệt là lễ Misa đặt trọng tâm chung quanh cái chết hy sinh của Chúa. Nó không còn là một bữa ăn cùng chung nhau giữa các bạn bè. Bữa ăn cuối cùng của Giê-xu khi ông ta còn sống, nó biến thành sự hy sinh không có máu đổ của Chúa trên thập giá, được lặp lại suốt ngày ở nơi này hay nơi khác trên thế giới, những gì đã xảy ra ở đồi sọ. Giê-xu bị đóng đinh trong lễ này, con người được phép ăn thịt và uống máu Chúa trong bánh và rượu của lễ tiết. Trong huyền thoại cứu rỗi, khái niệm về Giê-xu phải là Chúa như Chúa Cha được đưa ra, vì chỉ có chính Chúa mới có thể lấy lại tình thương của Chúa đối với con, đối với con người. Phao-lô có vẻ như không chấp nhận Giê-xu Chúa như Chúa Cha. Ông ta viết: Chúa Cha đã làm cho Chúa Con từ chết trở lại sống. Trong bốn tác giả viết về phúc âm, chỉ có Gioan là người cho rằng Giê-xu chính là Chúa như Chúa Cha. Sau nhiều thế kỷ tranh cãi, thần học lập trường Ca-tô trở thành Giê-xu là đấng thần người duy nhất và có cùng bản chất như Chúa Cha. Khi tín lý đó được giáo hội chấp nhận, thật là dễ dàng trở lại kinh của Kitô giáo để khám phá ra những điều nói về tư cách thần linh của Giê-xu. Tín lý này được dùng làm hậu thuẫn cho huyền thoại cứu rỗi vì vai trò thần người có thể đau khổ như người và có đủ quyền năng như thần để làm nguôi cơn giận của Chúa Cha. Giê-xu đã trở thành một nạn nhân toàn hảo trong một huyền thoại tinh vi. Từ vai trò thứ ba trong thuyết Chúa Ba Ngôi, Thánh Linh cũng nhập cuộc. Hắn ta có nhiệm vụ gồm hai mặt: một mặt là ngự trị trong tâm hồn của người đã được cứu, và mặt kia là chỉ đạo công cuộc cứu rỗi trong giáo hội. Bằng cái chết của Giê-xu, Thánh Linh được thả lỏng trong thế giới để vào ngự trị trong linh hồn của những người đã được rửa tội. Trong máu của Giê-xu, hắn là thần khí nối Chúa Cha với Chúa Con, và sự hiện diện của hắn trong linh hồn con người là để kết hợp con người với Ba Ngôi huyền nhiệm. Hắn ta là linh khí của sự thành thật và chân lý, ban cho con người sự khôn ngoan và hướng dẫn giáo hoàng và các giám mục trong nhiệm vụ chỉ đạo giáo hội. Giáo hội giải thích cho tín đồ như vậy, nhưng điều khó hiểu là Kitô giáo lại là tôn giáo gây nhiều tác hại nhất cho nhân loại. Và trong các chức sắc trong giáo hội, từ giáo hoàng trở xuống tới các hồng y, tổng giám mục, linh mục v.v., một số không nhỏ đã có những hành động phi luân, giết người độc ác, gian dối, loạn dâm, xảo quyệt, ma mị, vân vân và vân vân, kéo dài cho tới ngày nay. Vậy bản chất của Thánh Linh là gì? Trần Trung Ngọc. Nhưng bất kể là những huyền thoại đó trở thành phức tạp như thế nào, bất kể là những lý thuyết thần học thâm thúy được thêm vào đó bởi những bộ óc vĩ đại của giáo hội như Augustine và Thomas Aquinas là như thế nào, con người vẫn là những nạn nhân không có khả năng tự lực, không thể cứu nếu không có máu của Giê-xu. Hắn luôn luôn phải được tiếp thêm cho đầy người cái Thánh Linh đó. Chỉ có cái Thánh Linh đó, con người mới có thể có tình thương. Khi chịu lễ rửa tội, Thánh Linh đã đến với con người với tràn trề quà cáp. Khi chịu lễ thêm sức, Thánh Linh lại mang thêm nghị lực.
Khi xưng tội, Thánh Linh đã trở lại ngự trị trong tâm hồn đã được thanh tẩy bởi máu của Giê-xu. Hắn ta lại được nhận được Thánh Linh khi được linh mục làm lễ hôn phối, khi được phong chức linh mục và khi được sức dầu lúc sắp chết. Nhưng cái Thánh Linh này rất khó tính và thất thường. Hắn ta không tới khi những lời lẽ trong lễ rửa tội đọc không đúng. Nếu một cuộc hôn phối không được giáo hội chấp thuận, nếu sức dầu không được bôi lên da, hắn không tới nếu ông linh mục không đọc đúng những lời tha tội, hoặc nếu ông giám mục không đọc đúng những lời trong lễ phong chức linh mục. Nhưng tôi không tin vào cái linh khí hoạt động. Hắn ta là một phần huyền thoại cứu rỗi, một huyền thoại đã làm cho con người trở thành một nạn nhân bất lực trong một huyền thoại mà nội dung thuộc thời bán khai. Tôi tin rằng hắn ta là một trò tiểu xảo lịch sử có mục đích ép buộc con người bám víu vào cái giáo phái riêng biệt của mình và làm cho con người công chính trở thành con người sợ hãi. Hắn là cách để con người tự trách về những sai lầm của mình, về cái gì đó ở ngoài con người, là công cụ để giáo hội ép buộc con người vào niềm tin. Cứu rỗi nằm trong bàn tay của giáo hội. Tôi không tin là hắn ta đã hướng dẫn giáo hoàng và các giám mục trong những quyết định của họ, hay là hắn mang lại sự cứu rỗi cho con người. Chính là tâm tính của con người đã mang lại sự cứu rỗi cho chính họ. Cũng vậy, tôi không tin vào thuộc tính thần linh của Giê-xu. Con người đã biến Giê-xu thành Chúa Con chỉ với mục đích làm như là huyền thoại cứu rỗi là có thật. Có thể có một sự cứu rỗi mà con người cần, nhưng không phải là sự cứu rỗi đến từ huyền thoại về cái chết và sống lại của Giê-xu. Đó chính là sự quan tâm của con người đối với con người. Sự cứu rỗi này không thể nào có được chừng nào mà con người còn tin vào những Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Linh, cho phép họ được tự do và được làm người. Đó là sự cứu rỗi ngày nay con người có thể thực hiện khi con người có thể nhìn ngoài sự hẹp hòi của giáo hội, của quốc gia, gia đình, của đấng cứu thế cho riêng mình, và là một thành viên của cả làng toàn cầu. Chỉ có con người mới cứu được con người. Chỉ có con người mới cứu được con người. Hắn ta sẽ không tin ở những ông tổng thống hứa hẹn hòa bình nhưng lại lao đầu vào chiến tranh, hoặc tin vào ở ông linh mục, mục sư hứa hẹn một sự cứu rỗi cho họ vì họ có tội. Họ sẽ tin cậy ở chính họ. Họ có thể nhìn ngoài những huyền thoại cứu rỗi và nhìn thẳng vào con người. Đó là phần của giáo sư Trần Trung Ngọc đã dịch lại của bài của James Kavanaugh. Mình nghĩ cũng thú vị là Giê-xu đã sợ khi bị La Mã bắt, đã đi trốn đi. Thì sau đó thì tông đồ thứ 12 của ông đã vì 6 đồng bạc trắng mà chỉ điểm cho Giê-xu bị bắt. Thế mà nói rằng là Chúa tự nguyện chết vì cho nhân loại cứu chuộc tổ tông. Chúng ta là những con chiên và những con người có khối óc. Chúng ta nên tỉnh ngộ vì đây là một cái trò bịp bợm xuyên thế kỷ, từ thế kỷ thứ tư đến ngày hôm nay. Chúng ta mau mau còn tỉnh thức để rồi sống lại với chính mình. Chỉ có con người cứu rỗi con người, chỉ có mình cứu rỗi chính mình. Không ai cứu được mình đâu. Nếu cứu được thì những ông giáo hoàng, những linh mục mà phạm tội ấu dâm đã ra được hết rồi. Không ai cứu được đâu. Hãy mau mau tỉnh ngộ nha, những con chiên ngoan điên cuồng. Xin mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn clip sau.